Kinh Vạn Ký, tập 51, chủ giảng lão hòa thượng Tịnh Không, chuyển ngữ nhóm cư sĩ Diệu Âm, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, thời gian tháng 5 năm 1998. Xin mở cuốn khoa chú quyển hạ trang 96, lâm đọa thú trung, hoặc chí môn thủ, thị chư chúng sanh, nhược năng niệm đắc nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất cụ nhất kệ đại thừa kinh điển, thị chư chúng sanh nhớ dĩ thần lực phương tiện cứu bạc, ư thị nhân sở hiện vô biên thân di toái địa ngục, khiển lệnh sanh thiên họ đắc diệu lạc. Đoạn này nói người quái trời, người thời mạt pháp tạo tội nghiệp sẽ đọa vào ác đạo. Thời điểm và nhân duyên tốt nhất để Bồ Tát cứu vớt chúng sanh là lúc họ chưa bị đọa lạc, cũng là nói lúc họ lâm chung chưa tắt thở, đầu óc còn tỉnh táo, lúc này cứu vớt là thích hợp nhất. Trong kinh giảng sanh chúng ta thấy người tạo tội cực nặng, khi lâm chung có thể hối lỗi, đều có thể giảng sanh. Nhiều người nghe tới việc này thì rất bực bội, chỉ có người cả đời chẳng phạm lỗi lầm, cả đời niệm Phật còn không thể giảng sanh, người tạo tội nghiệp mang tội đầy mình, lúc lâm chung chỉ niệm có vài câu Phật hiệu liền có thể giảng sanh, như vậy hình như không công bằng cho lắm. Đây là kiến giải của phàm phu. Trên thực tế thì họ không hiểu đạo lý này. Tại sao lại như vậy? Cảnh giới biến đổi trong từng sát na. Phàm phu nói thật ra là quá sơ ý. Chúng ta chẳng quan sát được. Người có công phu định lực cao nhìn thấy rất rõ ràng. Cảnh giới trước mắt bao gồm thân tướng của chính chúng ta đều biến đổi trong từng sát na. Giả lại sự chuyển biến này rất lớn, thay đổi tùy theo tâm niệm. Trong tâm khởi lên sự thay đổi to lớn, thân tướng và hoàn cảnh sinh hoạt cũng thay đổi rất nhiều. Chúng ta không cảm thấy, không nhận biết được. Bởi vì chúng ta có khởi tâm động niệm biến đổi quá nhỏ, chẳng chuyển đổi thật lớn, cho nên mức độ cảnh giới cũng rất nhỏ. Ngay lúc đó nếu có thể hồi tâm chuyển ý, một lòng niệm Phật, thì sự biến đổi sẽ rất lớn.
cảnh giới cũng sẽ thay đổi với mức độ thật lớn. Đạo lý là như vậy. Người tạo tội nghiệp có thể chuyển, tại sao chúng ta không thể chuyển? Chúng ta cũng có thể chuyển giống họ, họ chịu chuyển nhưng chúng ta không chịu chuyển. Như vậy thì không có cách gì hết. Chuyện này tuyệt đối không thể nói công bình hay không công bình, chẳng có ý này. Đây đều là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của phàm phu, chứ không phải chân tướng sự thật. Cho nên nếu hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, chuyển phàm thành thánh chỉ là việc trong vòng một niệm. Chuyển địa ngục thành cực lạc thế giới cũng trong vòng một niệm. Vấn đề là niệm này của bạn có thật sự triệt để quay về hay chưa? Then chốt là ở chỗ này. Cho nên lời Thiện Đạo Đại Sư nói chẳng sai. Hết thảy đều phải làm từ tâm chân thật. Tâm bản chân thật thì chuyển biến sẽ rất thuận tiện, rất suôn sẻ, chuyển biến rất nhanh. Nếu bạn không dùng chân tâm thì sẽ khó đạt được. Phật Bồ Tát cũng chẳng giúp gì được. Câu lâm đọa thú trung ở đây. Ở đây thú là ác thú hoặc chí môn thủ. Đến cửa của ác đạo nhưng chưa bước vào. Bước vào thì sẽ rất phiền phức, sẽ chẳng chuyển dễ dàng. Lúc chưa bước vào là cơ hội tốt nhất. Thị chư chúng sanh nhược năng niệm đắc nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, hoặc là nhất cú nhất kệ Đại Thừa Kinh Điển. Lúc này chữ niệm phải nhớ lời nói trong đoạn trước là phải chí tâm xưng niệm thì mới có hiệu quả, mới chuyển được cảnh giới. Nếu không phải là chí tâm xưng niệm thì sẽ không dễ đâu. Tâm người ta đến lúc lâm chung đích thực thường thành khẩn thiết tha hơn lúc bình thường. Đây là lúc quan trọng cấp bách đến tánh mạng. Tâm lúc đó có chuyển đổi, tâm ấy chân thành nên sẽ chuyển biến dễ dàng, chuyển biến nhanh chóng. Câu này nói thiện căn phước đức của chúng sanh này. Họ có thể niệm, người đó có thiện căn, có phước đức. Như đã nói ở đoạn trước là phải chí tâm xưng niệm, hoặc là nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là thiện căn, xưng niệm là phước đức. Câu sau là lời Đức Phật dặn dò Bồ Tát: nhớ dĩ thần lực phương tiện cứu bạn. Đây là nhân duyên. Ba điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ. Họ có thể xa lìa tai họa, được phước lành. Ưa thị nhân sở hiện vô biên thân. Đây là Bồ Tát hiện thân đến thuyết pháp cho họ, khuyên nhủ họ. Họ được Bồ Tát khuyên dạy nên chuyển đổi tâm niệm, cảnh giới địa ngục liền biến mất. Rời khỏi địa ngục, họ liền có thể sanh tới cõi lành.
Nếu có thể niệm Phật thì nhất định được sanh tịnh độ, khiển lệnh sanh thiên. Chữ này phải là chữ khiển. Những chuyện này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Trương Thiện Hòa đời nhà Đường là một chuyện. Lúc Trương Thiện Hòa lâm chung, tướng địa ngục hiện ra. Ông ấy may mắn gặp được một vị xuất gia. Lúc ông đang kêu cứu mạng thì vị xuất gia này bước vô, nhìn thấy tình hình như vậy nên đốt một cây nhang cho ông Trương, kêu ông mau niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Ông niệm được mấy tiếng liền nói, người đầu trâu đã biến mất rồi. Ông Trương Thiện Hòa vốn làm nghề mổ trâu, ông nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến để đoài mạng. Đó là tướng địa ngục hiện ra. Ông niệm được vài tiếng thì người đầu trâu biến mất, sau đó thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Từ đây mới có thể biết tâm niệm cầu cứu của ông vô cùng chân thành. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, từ đó mới dứt được tâm nghi hoặc. Xem tiếp đoạn kinh sau đây. Kể tụng: nhĩ thời Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn, hiện tại vị lai thiên nhân chúng, Ngô Kim ân cần phó chúc nhữ, vĩ đại thần thông phương tiện độ, vật lệnh đọa tại chư ác thú. Phía trước Thế Tôn đã dặn dò 2-3 lượt, tới đây lại dùng kệ tụng để lặp lại. Chúng ta thấy Đức Phật quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho chúng sanh khổ nạn trong lục đạo đến mức cùng cực. Nếu chúng ta không đọc kinh Địa Tạng thì sẽ không biết Đức Phật từ bi, thương yêu, bảo hộ chúng ta như thế nào. Sau khi đọc xong mới biết Đức Phật lo lắng cho chúng ta còn hơn cả cha mẹ. Thật là niệm niệm đều chẳng quên. Trước khi nhập Niết Bàn, con dặn dò và giao việc này cho Địa Tạng Bồ Tát. Việc Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh như thế nào đều được ghi rõ trong bộ kinh này. Lý luận, phương pháp và quả báo đều nói rõ ràng, minh bạch. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hồ quỳ hiệp trưởng bạch Phật ngôn: Thế Tôn, duy nguyện Thế Tôn bất dĩ di lự. Địa Tạng Bồ Tát vô cùng kiên thành tiếp nhận lời dặn dò của Đức Thế Tôn, gánh vác sứ mạng độ hóa chúng sanh. Trong suốt đời mạt pháp, mãi cho đến khi Ngài Di Lặc ra đời, vị lai Thế Trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung nhất niệm cung kính, ngã diệt bá thiên phương tiện độ thoát thị nhân, ư sanh tử trung túc đắc giải thoát. Đoạn này quan trọng nhất là nhất niệm cung kính.
chúng ta chú trọng hai chữ nhất niệm. Hai chữ này rất khó làm được. Phần đông tâm niệm người ta tạp loạn, nên sức cảm ứng rất là yếu ớt. Nếu là một niệm, một niệm chuyên tâm chuyên nhất, đó chính là tịnh niệm nối tiếp. Nói trong kinh Lăng Nghiêm, nhất niệm là tịnh niệm, chẳng có nghi hoặc, chẳng có xen tạp. Nhất niệm cung kính là chí tâm cung kính, chân tâm cung kính. Chữ Phật Pháp Trung, chữ Phật Pháp ở đây là nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Có rất nhiều người chẳng học Phật, thậm chí tín ngưỡng tôn giáo khác, giải thích Phật Pháp Trung nghĩa là trong Pháp giác ngộ. Họ hiểu rõ, họ giác ngộ rồi. Hiểu rõ việc gì? Hiểu rõ thiện ác quả báo ở ngay trước mắt. Hiểu rõ đạo lý này ở trong Phật Pháp. Cho nên người đó không nhất định phải là người học Phật, chỉ cần họ giác ngộ Phật Pháp là chánh Pháp, chỉ cần họ giác ngộ, dùng một niệm chân thành cầu cứu, sám hối cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát, thì Ngài nhất định sẽ giúp đỡ họ. Trăm ngàn phương tiện, tức là tùy loại hóa thân, nên dùng thân phận gì giúp họ, Bồ Tát sẽ thị hiện thân phận đó. Bồ Tát thị hiện trong các tôn giáo, trong Đại Kinh chúng ta thấy có rất nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm, các ngài thị hiện là thân Bà La Môn, thị hiện là thân ngoại đạo. Ngày nay chúng ta gọi những người này là các lãnh tụ tôn giáo, nhà truyền giáo trong các tôn giáo. Nên dùng thân phận nào để xuất hiện, thì Phật Bồ Tát sẽ thị hiện thân phận ấy, khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ quay đầu là bờ. Trong kinh này chư vị cũng thấy, phía trước có nói chuyển lệnh sanh thiên, thọ thắng diệu lạc. Tại sao không nói khiển lệnh giảng sanh, bất thoại tác Phật? Tại sao không nói câu đó? Nghĩa là nói rõ, người sám hối này, người cầu cứu này chưa chắc tin Phật. Nếu họ tin Phật, Bồ Tát nhất định sẽ khuyên họ giảng sanh cực lạc thế giới. Nếu họ tin Cơ Đốc giáo, tin Thiên Chúa giáo thì phải làm sao? Khuyên họ sanh lên trời. Bạn mới thấy ý nghĩa trong kinh này rộng nhường nào. Phổ độ hết thảy chúng sanh. Những chúng sanh tạo tội nghiệp trong lục đạo, nói thật ra lục đạo chúng sanh được gặp Phật Pháp, người biết học Phật ít. Không gặp Phật Pháp, tạo tội nghiệp tam đồ nhiều.
Không lẽ đời trước chẳng nghe Phật Pháp thì không cứu họ hay sao? Đâu có lẽ nào như vậy. Do đó chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng thường nói giúp người ta sanh lên trời. Nhiều người không học Phật đều tin có cõi trời. Hầu như mục tiêu chung cực của các tôn giáo đều là muốn sanh lên cõi trời. Chúng ta phải hiểu ý này. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Không thể nói họ không tin lời Phật dạy thì mình sẽ chống đối họ. Như vậy là sai, hoàn toàn sai lầm. Phật độ chúng sanh là phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện này viên mãn. Tuyệt đối không thể nói những người tin tôn giáo khác thì ngoại lệ, mình không độ họ. Đâu có lẽ nào như vậy. Vậy là chẳng tương ứng với bổn nguyện của bạn. Do đó tâm lượng nhất định phải mở rộng. Chúng sanh đối với chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta đối với hết thảy chúng sanh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Nhất định phải dùng tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm bình đẳng, dốc hết tâm lực để giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ họ phải chú ý, nếu họ không hiểu Phật Pháp, không nhận biết Phật Pháp, thậm chí hiểu lầm Phật Pháp, thì tuyệt đối đừng khuyên họ học Phật. Chúng ta phải biết đạo lý này. Họ tin Cơ Đốc giáo thì nhất định phải khuyên họ trở về với Thượng Đế. Cách nói này của chúng ta có sai lầm hay không? Không sai lầm. Chúng ta từ lý luận và phương pháp dạy trong kinh điển của họ, đại khái là Thượng Đế của họ. Ở cõi trời đau lợi, khi họ thật sự sanh đến trời đau lợi, thiên chủ trời đau lợi thường lễ thỉnh Phật Bồ Tát đến thiên cung để thuyết pháp. Do đó nhân duyên học Phật của họ đời này không thành thục, khi sanh lên trời sẽ thành thục. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh không gấp gáp, phải độ ngay bây giờ. Đời này duyên chưa chín mùi thì đợi tới đời sau, đời sau chưa chín mùi thì đợi tới đời sau nữa. Đời đời kiếp kiếp nhất định sẽ giúp họ xa lìa khổ nạn, bố thí ân đức, làm cho họ có duyên với Phật. Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Bạn phải dùng thái độ như vậy, dùng phương tiện khéo léo để tiếp dẫn chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, hết thảy chúng sanh đều hoan hỷ. Đặc biệt là ngày nay mọi người đề ra văn hóa đa nguyên, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Đối với bất cứ chủng tộc nào, bất cứ tôn giáo nào, học phái nào, chúng ta đều chân thành cung kính. Noi gương Phổ Hiền Bồ Tát, lễ kính tán thán cúng dường, đó là kết duyên với họ. Tương lai khi mình thành Phật thì những chúng sanh có duyên này nhất định sẽ được độ. Khi chưa thành đạo thì hãy kết pháp duyên trước. Duyên phải kết cho rộng và tuyệt đối không được phân biệt chấp trước.
họ có một niệm cung kính thì có thể tiếp nhận lời khuyên thiện lành của bạn. Nếu chẳng có tâm cung kính thì họ không thể tiếp nhận lời khuyên thiện lành của bạn. Đạo lý là như vậy. Chỉ cần họ có một niệm cung kính, họ hiểu rõ giác ngộ thì có thể khuyên họ đoạn ác tu thiền. Phần kinh văn tiếp theo nói: hà huống văn chư thiện sự, niệm niệm tu hành, tự nhiên ư vô thượng đạo, vĩnh bất thoái chuyển. Phía trước nói người có tâm giác ngộ, chân tâm quay lại hối cải, Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Huống chi là nghe các thiện sự rồi niệm niệm tu hành. Đoạn này nói người học Phật. Người nói ở phần trước chưa chắc là người học Phật. Chỗ quý báu của người học Phật là ở chỗ niệm niệm tu hành. Trong mỗi niệm đều sửa những hành vi sai lầm của mình. Lúc chưa chứng đạo, tiêu chuẩn của sự chứng đạo trong nhà Phật là minh tâm kiến tánh. Trong Đại Kinh thường gọi là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, hoặc là nói chứng một phần pháp thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo trở lên. Đó gọi là chứng quả. Từ bậc này trở xuống đều có lỗi lầm. Sau khi kiến tánh thì có thể nói là không còn lỗi lầm. Tại sao vậy? Họ dùng chân tâm. Trước đó đều dùng vọng tâm. Nếu y theo tướng tông thì chúng ta dùng tâm gì? Tám thức, 51 tâm sở. Chúng ta dùng tâm này. Nếu dùng tâm này thì đâu có lẽ nào không có lỗi lầm cho được. Chúng sanh nào dùng tâm này? Chúng sanh trong 10 pháp giới. Trong phạm vi này, chúng sanh đều dùng 8 thức, 51 tâm sở. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, chư vị có thể thấy danh từ vị sanh tánh. 10 pháp giới là vị sanh tánh. Nhất chân pháp giới là đồng sanh tánh. Đồng nghĩa là giống với Phật. Đức Phật dùng chân tâm, Bồ Tát bậc sơ trụ cũng dùng chân tâm, giống với Phật nên gọi là đồng sanh tánh. Chúng sanh trong 10 pháp giới dùng 8 thức, 51 tâm sở, nên khác với Phật, gọi là vị sanh tánh. Lẽ nào không có lỗi lầm? Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta mỗi ngày phải phản tỉnh, phải kiểm điểm, phải tìm lỗi lầm của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có lỗi lầm.
bạn có thể tìm ra lỗi lầm của mình, biết mình có lỗi, thì trong Phật Pháp gọi là giác ngộ. Khai ngộ là gì? Giác ngộ chính là mình có lỗi, sửa lỗi lầm của mình thì gọi là tu hành. Niệm niệm đều tu hành, mỗi ngày đều sửa lỗi, mỗi ngày tự phản tỉnh. Nếu một người thật sự phát tâm, khắc phục phiền não tập khí của chính mình, không cần nhiều, mỗi ngày sửa một lỗi là được rồi. Mỗi ngày đều sửa, không ngừng sửa đổi, 3 năm sau bạn sẽ siêu phàm nhập thánh, bạn sẽ chẳng phải là phàm phu nữa. Lúc đó bạn sẽ thật sự là Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát giả. Bồ Tát khác với phàm phu. Phàm phu mê chẳng biết mình có lỗi. Thì đương nhiên họ không thể sửa lỗi. Bồ Tát khác phàm phu ở chỗ Bồ Tát biết mình có lỗi, mỗi ngày đều sửa lỗi, không ngừng sửa lỗi. Đến lúc nào mình không có lỗi lầm, đến lúc viên mãn thành Phật, đẳng giác Bồ Tát, còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa trừ, vẫn còn lỗi lầm. Do đó chúng ta biết họ đều là đẳng giác Bồ Tát, nhưng họ cũng không bình đẳng. Mỗi người phạm lỗi chẳng giống nhau. Đương nhiên lỗi của đẳng giác Bồ Tát vô cùng nhỏ bé, chúng ta không có cách chi nhận biết được. Phật có thể biết được, các ngài có thể nhận biết được. Những vị Bồ Tát thấp hơn Phật nhất định sẽ không nhận ra. Cho nên tới quả vị Phật mới bình đẳng. Phật Phật đạo đồng, phiền não tập khí đoàn dứt hết, đến lúc đó mới hoàn toàn giống nhau. Dụng ý quan trọng nhất của những lời này là để nhắc nhở bản thân chúng ta nhất định phải biết tự mình có lỗi lầm, nhất định phải phản tỉnh, phải sửa lỗi. Trên đường Bồ Đề chúng ta mới có thể dũng mãnh tinh tấn, chẳng thoái chuyển. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát danh hư không tàn. Hư không tàn là một vị Bồ Tát, các đồng tu học Phật đều rất quen thuộc. Trong chú giải
Thanh Lương Pháp Sư giải thích đơn giản cho chúng ta. Chúng ta coi chú giải hàng thứ nhất, từ câu thứ ba bắt đầu. Thử kinh thì văn thù phát dân, vị phi đại trí mạc thức địa tạng đoan nghi. Kinh này câu đầu tiên mở đầu là do ai nói, dụng ý rất sâu, chung không tạng thâu khoa. Kinh này nói tới cuối cùng là người nào tổng kết thâu khoa. Hiện nay chúng ta gọi là tổng kết. Dĩ phi thái hư an mẫn đại sĩ quá tích, nại nhiếp hữu quy không, toàn giả tức không ý giả. Ý nghĩa rất sâu. Hai chữ thái hư và chữ không ở đây đều có nghĩa là bản tánh chân như. Nói cách khác, đến cuối cùng đều là tiêu quy tự tánh. Ý nghĩa này rất sâu. Sau đó nói, nhi không tạng dẫn phước lợi giả, nãi tùng không đàm hữu, toàn không tức giả ý giả, không giả bất nhị, đương thể tức trung, viên dung diệu hạnh, đồng quy mật tạng, cố chung hồ hư không tạng giả. Đây là dùng hư không tạng Bồ Tát để kết thúc toàn bộ kinh, nói rõ ra ý này cho chúng ta. Cũng có nghĩa là như câu thường nói là hết thảy tiêu quy tự tánh. Đó mới là thật sự viên mãn. Phần sau trong chú giải chư vị có thể tự xem. Phần sau giới thiệu duyên do của Ngài. Bạch Phật Ngôn Thế Tôn: ngã tự chí đao lợi, giáng ư Như Lai tán thán Địa Tạng Bồ Tát oai thần thế lực bất khả nghị. Bồ Tát trình bày: Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi mở pháp hội, Bồ Tát biết được nên lập tức đến tham dự pháp hội này. Ngài nghe Đức Thế Tôn không ngừng khen ngợi cả công đức của Địa Tạng Bồ Tát, oai đức thần lực độ hóa chúng sanh đều chẳng thể nghĩ bàn. Vị Lai Thế Trung nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, đại chí nhất thiết thiên long văn thử kinh điển, cập Địa Tạng danh tự hoặc chim lễ hình tượng, đắc kỷ chủng phước lợi. Công đức của Địa Tạng Bồ Tát thù thắng như vậy, không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi, trong kinh này Đức Phật nói rõ ràng, rất rành rẽ. Dù mười phương hết thảy chư Phật Như Lai cùng khen ngợi, trong suốt một kiếp cũng chưa hết. Vì công đức của Bồ Tát xứng tánh,
tánh đức chẳng có biên giới, cho nên khen ngợi không hết. Hư không tạng Bồ Tát ở đây thay mặt chúng ta thỉnh pháp. Những việc này không lẽ Ngài không biết? Ngài cũng là đẳng giác Bồ Tát. Đặc biệt là gì? Đời vị lai. Chữ đời vị lai bao gồm chúng ta trong đó. Ngài thay mặt chúng ta khưa thỉnh. Việc này chứng tỏ lòng quan tâm thương mến của Bồ Tát đối với chúng ta. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, phía trước nói về một tâm niệm thiện, không những là người, ngoài người ra còn có chúng sanh trong lục đạo. Nhất thiết thiên, thiên là chư thiên. Long tượng trưng cho những thiên thần hộ pháp. Long cũng đại biểu cho loài súc sanh. Tuy chẳng dám nói tam ác đạo, dùng long để thay mặt, thiên long bao gồm hết năm loài còn lại, cộng lại là hết thảy chúng sanh trong lục đạo nghe được kinh này, cùng danh hiệu Ngài Địa Tạng, đức hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chim lễ hình tượng. Sẽ được bao nhiêu điều phước báo và lợi ích. Chúng ta hãy đọc lời giảng trong sách chú giải Chuẩn Địa Trì, tức là căn cứ trên lời Địa Tạng Bồ Tát nói, phước tức bố thí, trì giới nhẫn nhục, y thiện y tinh tấn, tu hành khí giới tứ vô lượng đẳng, thị danh phước phần. Đây là nói về việc tu phước. Phàm phu lục đạo chưa kiên tánh, tuy trong tự tánh đầy đủ vô lượng công đức, nhưng công đức đó không thể khởi tác dụng, chẳng thể hiện tiền. Phước báo phàm phu lục đạo đều phải nhờ chính mình tu mới có. Tu những việc gì là phước? Ở đây nêu ra cho chúng ta, đây là lục độ của Bồ Tát. Trong lục độ trừ Bát Nhã ra, năm độ đầu đều là tu phước. Bát Nhã là tu nguyện. Khi thành Phật, chúng ta tán thán Phật là nhị túc tùng. Nhị là phước và huệ, túc là viên mãn. Cả hai phước và huệ đều viên mãn. Phật có phước huệ viên mãn nhất, do đó Phật tôn quý nhất. Học Phật thì làm sao không tu phước được? Nếu không có phước báo thì tu hành
sẽ bị chướng ngại. Quần áo thức ăn không được đầy đủ thì tu đạo rất khó. Không có phước báo thì bạn không thể độ chúng sanh. Phật dạy chúng ta độ chúng sanh kết duyên với chúng sanh, tiếp xúc với chúng sanh. Phải làm việc gì trước hết? Phải bố thí. Nếu bạn không tặng một chút lễ vật với họ, kết thiện duyên với họ, thì rất khó độ họ. Do đó bố thí là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là tài bố thí. Khi tiếp xúc với hết thảy chúng sanh, việc đầu tiên phải làm là tài bố thí. Họ sẽ sanh lòng hoan hỷ. Sau đó là pháp bố thí, vô úy bố thí. Họ có ấn tượng tốt với bạn, biết bạn có thiện tâm, có thành ý, thì họ sẽ chịu sự tiếp nhận, sự dạy dỗ của bạn, tiếp nhận lời khuyên của bạn. Do đó phước vô cùng quan trọng. Sau đó lại nói cái thiện danh phước lợi. Lợi là lợi ích, thiện chính là lợi ích chân thật. Cảm báo điềm du, nghĩa là bạn cảm được quả báo được xứng tâm vừa ý. Hiện nay người này đã đọc kinh, nghe danh, chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, họ nhất định có được phước lợi. Nhưng chẳng biết sẽ được bao nhiêu điều lợi ích, phước lợi bao lớn. Đây là Bồ Tát thầy chúng ta thỉnh giáo với Thế Tôn. Hai câu trong chú giải là nói từ mặt lý, chúng ta phải hiểu, phải biết phước lợi do tâm, tâm có thể tạo phước. Hai câu này rất quan trọng. Nhất định phải tin tưởng. Lần này cư sĩ Lâm, cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm xây dựng làng Di Đà, muốn tổ chức Phật học viện, giả lại hoàn toàn không thu học phí. Ai dám làm? Hiện nay họ đang vẽ quả đồ cho làng Di Đà, tương lai có thể cho trên 1.000 người ở trong đó. Trên 1.000 người mỗi ngày phải ăn cơm, không thu lễ phí thì tiền đâu tới? Ai cũng không dám phát tâm này. Ông ta dám. Ông ta dựa vào điều gì mà dám làm? Ông ta hiểu được đạo lý này, phước lợi do tâm, tâm có thể tạo phước. Ông ta dựa vào câu này.
Người thường tuy đọc kinh Phật, đọc mấy câu này cũng không thể tin tưởng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên tin tưởng. Cho nên hai chữ tin Phật này cũng chẳng dễ làm được. Ông ta thật sự tin tưởng. Tin thì sẽ có cảm ứng. Cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Có một lần ông ta nói với tôi, rất nhiều viện dưỡng lão ở Tân Gia Ba. Viện dưỡng lão là viện cứu tế, cứu giúp những người già cô đơn đau khổ. Họ chẳng có nơi nương tựa, viện dưỡng lão nhận nuôi họ. Trong đó có người phát tâm tự chăm sóc cho người già. Những người niệm Phật chúng ta ngược lại chẳng có phước báo, chẳng sánh bằng người trong viện dưỡng lão. Nói như vậy chẳng phải là nói quá luôn. Lời của ông ta nói rất đúng. Người thật sự phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được người cúng dường. Người ta không cúng dường thì thiên thần sẽ đến cúng dường. Tại sao vậy? Người ta không biết đó là phước báo to lớn, ruộng phước to lớn. Người cõi trời biết được. Trong sách xưa chúng ta đọc thấy, Đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam đời Đường trì giới rất nghiêm cẩn. Lão pháp sư mỗi ngày ăn một bữa trưa, ai tới cúng dường cho ngài? Người cõi trời tới cúng dường, mỗi ngày cúng cho ngài một bát cơm. Ngài là một người trì giới thanh tịnh. Ngày nay trong niệm Phật đường có nhiều người như vậy. Tuy không thể nói là mọi người đều giảng sanh, chỉ cần có một hai người giảng sanh thành Phật thì mọi người đều được thơm lây. Phật Bồ Tát, Thiên Long Thiện Thần đến cúng dường, không thể nói chỉ cúng dường hai người này, còn những người khác thì không chịu cô tới. Đâu có lẽ nào như vậy, mọi người đều được hưởng. Tuyệt đối sẽ có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần chăm sóc. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên tin tưởng, nên ông ta can đảm làm. Tương lai Phật học viện cũng có thể sẽ không thâu học phí. Không những không thâu học phí mà còn cúng dường thức ăn, y phục nơi cư trú nữa. Những việc này cũng cùng một đạo lý, dung bồi những pháp sư trẻ tuổi hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối huệ mạng của Phật. Đương nhiên những người này cũng sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ giống như vậy. Chỉ cần bạn phát tâm chân thành đi làm, nhất định sẽ có thể làm được thành công. Đạo lý là như vậy. Hai câu sau này là lý. Lý này rất sâu. Tâm thượng bất khả đắc. Kinh Kim Cang nói ba tâm không thể được, phước lợi hề tồn. Phước lợi ở đây, đây là nói về lý. Nói rõ tuy được phước lợi, không chấp trước phước lợi, thì phước lợi đó mới là chân thật. Sau đó là lời thỉnh cầu duy nguyện Thế Tôn, vị lai hiện tại nhất thiết chúng đẳng lược nhi thuyết chi. Không cầu Phật nói rõ ràng, đại khái nói sơ sơ với chúng ta là được.
Ngài cũng lo lắng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không muốn cho Ngài phải quá mệt mỏi. Vì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lớn tuổi, sau khi từ cung trời Đao Lợi trở về, chúng ta biết Đức Phật giảng kinh Đại Bát Niết Bàn một ngày một đêm xong thì Đức Phật nhập diệt. Xin xem kinh văn: trang 101, hàng cuối. Phật cáo hư không tạng Bồ Tát: Đế Thính, Đế Thính, Ngô Đương dị nhữ phân biệt thuyết chi. Bồ Tát khải thịnh: Phật nhất định sẽ nói. Trước khi thuyết pháp, Đức Phật nhất định căn dặn phải lắng nghe. Đế Thính dùng cách nói hiện nay nghĩa là lắng nghe kỹ càng. Thâm ý của nó cũng chẳng thể nghĩ bàn. Hàng thứ nhất trong chú giải vừa mở đầu liền nói: Phù thiện thuyết pháp giả, vô thuyết vô thị, thiện thính pháp giả, vô đắc vô văn. Đó là thật sự lắng nghe. Đây chẳng phải là cảnh giới của chúng ta, mà là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta chỉ cần lắng nghe là được rồi. Sau đó là lời khai thị của Phật: Nhược vị lai, thế hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, chiến địa tạng hình tượng, cập thử kinh nại chí độc tụng, hương hoa ẩm thực, y phục trân bảo, bố thị cúng dường, tán thán chim lễ, đắc nhị thập bát chủng lợi. Đoạn này nói sơ lược về phương pháp tu hành, làm thế nào để tu phước. Đoạn này chẳng dài, chỉ có hai hàng, trong đó có vài chữ quan trọng chúng ta nhất định phải chú ý. Thứ nhất là thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn thấp nhất của chữ thiện là háo thiện, háo đức. Đây là điều kiện nhất định phải có đủ. Người như vậy nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tuyệt đối chẳng phải là mê tín. Tại sao cúng dường hình tượng? Nhìn thấy hình tượng liền nhắc nhở chúng ta lời dạy của Bồ Tát là có ý nghĩa như vậy. Nếu không nghe danh hiệu, không thấy hình tượng, thì rất dễ quên mất lời dạy của Bồ Tát. Cho nên ý nghĩa quan trọng nhất của danh hiệu và hình tượng là từng giờ từng phút đều nhắc nhở chính mình. Phải biết noi gương Địa Tạng Bồ Tát, học theo Địa Tạng Bồ Tát thì phước báo của bạn sẽ lớn.
Sau đó hương hoa, thức ăn, quần áo, trân bảo, bố thí cúng dường. Phía trước đã nói tường tận về ý nghĩa này rồi. Tất cả đều tiêu biểu lòng cung kính của mình. Đều tiêu biểu cho sự phát tâm, phát nguyện mình sẽ y giáo phụng hành. Do đó cúng dường chẳng ở trên những hình thức này. Hình thức đều dùng để biểu thị pháp. Cúng dường nhất định phải biết cúng dường bằng cách y giáo tu hành. Đây là kỳ vọng của Thế Tôn nơi chúng ta. Trong hạnh nguyện phẩm Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, hết thảy phẩm vật cúng dường chẳng sánh bằng pháp cúng dường. Vô lượng vô biên bố thí cúng dường chẳng bằng pháp cúng dường. Trong pháp cúng dường gồm có 7 điều. Điều thứ nhất là cúng dường bằng cách y giáo phụng hành. Chúng ta nói theo lời dạy trong kinh điển mà làm, đó mới là cúng dường thật sự. Cho nên trên mặt sự cúng dường là để biểu thị pháp, hương biểu thị lòng tin, biểu thị giới định, hoa biểu thị nhân, thức ăn biểu thị sự tiếp nối huệ mạng Phật, quần áo biểu thị nhẫn nhục, trân bảo biểu thị phước lợi. Tất cả đều dùng để biểu thị pháp. Tuyệt đối chẳng phải là mê tín. Tán thán là giới thiệu pháp môn này, kinh điển này cho người ta biết, vì người diễn nói. Giới thiệu cho người ta biết, như vậy gọi là tán thán. Ngôn giáo, dùng ngôn ngữ để tuyên truyền là tán thán. Lễ chiêm là thân giáo, thực hiện cho người ta coi. Như vậy mới thật sự gọi là tu phước. Sau đó mới được 28 điều lợi ích. Nhân quả nhất định sẽ tương ứng. Nhưng có nhiều người đọc kinh này xong rồi, thỉnh một tượng Địa Tạng Bồ Tát về nhà để thờ cúng, mỗi ngày đốt hương cúng hoa, sáng tối cúng thức ăn, chẳng được quả báo. Một trong 28 điều lợi ích này đều chẳng đạt được. Sau đó họ mắng Phật nói kinh này không linh, nói chẳng đáng tin. Tại sao họ không cảm được quả báo? Vì họ hiểu sai ý nghĩa hoàn toàn. Chỉ chú trọng vào hình thức. Trong tâm vẫn tham sân si mạng y như cũ. Như vậy thì làm sao mà cảm được quả báo?
Chúng ta phải hiểu rõ ràng, hiểu rành mạch từng chữ từng câu trong đoạn văn này. Từ đó tu nhân mới cảm được quả. Đây là lời Đức Thế Tôn đích thân nói ra. Chắc chắn là Ngài không vọng ngữ, không quá đáng. Nếu bạn thật sự có thể noi theo kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện mà tu hành, thì bạn sẽ được lợi ích nhất giả Thiên Long hộ niệm. Thiên Long là thần hộ pháp, nhà Phật gọi là Thiên Long Bát Bộ thần hộ pháp. Họ hộ niệm bạn. Chúng ta thường nói là họ bảo hữu cho bạn. Nhị giả thiện quả Nhật Tăng, chúng ta có thể tưởng tượng được, người này tâm thiện hạnh thiện, nhìn thấy tượng, nghe kinh đọc tụng cúng dường là hạnh thiện, lại có thể diễn nói cho người khác. Ở đây chẳng có nói diễn nói cho người khác, Ngài dùng chữ tán thán lễ chim, chính là diễn nói cho người khác. Quý vị xem trong những kinh thông thường, Đức Phật giảng dò chúng ta, họ thì đọc tụng vì người diễn nói. Đây là lời Phật thường dạy. Kinh Kim Cang rất ngắn, chỉ hơn 5.000 chữ, nhưng trong đó Đức Phật lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần. Tụng một quyển kinh Kim Cang, bạn không nhớ những chữ khác, nhưng bạn sẽ nhớ những chữ này, vì nó vô số lần lặp đi lặp lại quá nhiều. Họ thì đọc tụng vì người diễn nói. Chứ vậy hãy coi đoạn này có ý nghĩa như vậy hay không. Đó là họ thì đọc tụng vì người diễn nói. Tán thán là nói, chim lễ là diễn, hợp lại là diễn nói. Do đó thiện quả của họ đương nhiên mỗi ngày sẽ tăng thêm. Thiện gia tăng thì ác sẽ giảm bớt. Nói cách khác, người tu hành nói theo lý luận phương pháp của kinh này sẽ được mỗi ngày nghiệp chướng tiêu trừ, thiện lực tăng trưởng. Nói theo lý luận phương pháp của kinh này, tam giả tập thánh thượng nhân. Thánh thượng nhân là nhân thành Phật. Hiện nay bạn đang tu nhân này. Tứ giả bồ đề bất thoái. Bồ đề là tâm bồ đề. Cách giải thích tâm bồ đề đơn giản nhất là tâm giác ngộ chẳng thoái chuyển. Trong đời sống hàng ngày, người này đối người, đối sự, đối vật chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo. Họ giác ngộ. Bất cứ lúc nào cũng có cảnh giác cao độ. Ngũ giả y thực phong túc. Phong túc chẳng có nghĩa là rất nhiều như chúng ta thường nghĩ. Hiểu như vậy thì sai rồi. Phong túc nghĩa là chắc chắn sẽ không thiếu thốn. Người tu đạo biết đủ thì thường vui. Đó mới thật sự là phong túc. Họ sẽ không thiếu thốn. Có cần gì thì họ đều đạt được, đều có được.
lục giả tật dịch bất lâm, có thể xa lìa tật bệnh. Hai chữ này là tật bệnh, hiện nay chúng ta gọi là bệnh truyền nhiễm. Họ sẽ không gặp. Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm hiền lương thì sẽ không gặp những bệnh này. Những bệnh này có quan hệ mật thiết với tâm địa của con người. Thất giả ly thủy quả tai, bạn sẽ không gặp những tai nạn này, bạn có thể tránh được. Bát giả vô đạo tạc ách, đây là tai nạn do con người tạo ra. Kẻ cướp giật đồ, kẻ ăn cắp giặt, bạn cũng không gặp phải. Bạn sẽ tránh khỏi những chuyện này. Nghĩa là một lúc nào đó trong mạng bạn vốn sẽ gặp những chuyện này, nhưng bạn sẽ có thể tránh khỏi. Đó mới là lợi ích thật sự. Trong mạng của bạn không có những chuyện đòi nợ, trả nợ với người ta. Nếu như vậy thì không tính. Còn trong mạng của bạn vốn có, vốn sẽ gặp phải những chuyện này, nhưng bạn sẽ tránh khỏi được. Như vậy mới là do công đức tu hành của bạn chuyển đổi được cảnh giới. Cửa giả nhân kiến khâm kính. Một người tu hành, người tu hành chân thật, tâm địa hiền lương từ bi, đối đãi người được thanh khẩn, hòa nhã. Người ác nhìn thấy cũng cung kính ba phần. Đây là đạo lý nhất định. Thập giả quý thần trợ trì, giống như lời của Kiên Lao Địa Thần đã nói, người chân chánh tu hành y theo lời dạy thì quỷ thần cũng hộ vệ, luôn luôn bảo hữu bạn. Thập nhất giả nữ chuyển nam thân, thân nữ khổ nhiều hơn thân nam. Nếu không chịu thọ thân nữ, muốn chuyển thành thân nam, có thể chuyển hay không? Có thể chuyển. Nhưng cũng có người chịu làm thân nữ, sau đó nói thập nhị già di dương thần nữ, quốc dương đại thần, sanh vào nhà phú quý, đều có thể đạt được. Phát tâm này hơn phân nửa đều là Bồ Tát. Họ dùng thân phận này để độ hóa chúng sanh, đem lại lợi ích cho xã hội. Thập tam giả đoan chánh tướng hảo, chúng ta thường nói tướng chuyển theo tâm.
Tâm tốt thì tướng sẽ tốt. Thập tứ giả đa sanh thiên thượng. Đây là do bạn tu phước. Phước đó rất lớn. Phước lớn, cõi người không có chỗ để hưởng thọ, nên phải lên trời để hưởng phước. Hợp ngũ giả hoặc di đế vương. Chúng ta biết những vị vua đời xưa, hiện nay những vị lãnh đạo quốc gia đều là người đời trước tu phước báo to lớn, nên mới cảm được quả báo làm vua. Người chẳng có phước báo, sẽ chẳng bao giờ được quả báo ấy. Không những đạt không được, cho dù có người tặng cho họ, họ cũng chẳng nhận nổi. Điều này đúng như câu nói: một miếng ăn, một hớp nước đều được định trước. Trong mạng của bạn có thì nhất định sẽ có, trong mạng không có thì cầu cũng không được. Phía trước tôi đã từng nói với quý vị, người không có phước báo lớn như vậy, quan cứ cấp trên ban cho họ, chưa nhận được thì họ đã chết mất rồi. Việc này tôi thấy xảy ra rất nhiều. Họ chỉ có chức tước như vậy, vừa được thăng chức, chưa nhận được chức thì người ấy đã chết rồi. Cho nên nói, công danh, lợi lộc thế gian đều do đời trước hoặc đời này tu được. Đa số đều do đời trước tu được. Đời này bạn gặp thiện tri thức chỉ dẫn, đời này tu phước thì đời này có thể chuyển nghiệp. Như ông Liễu Phàm mà quý vị ai cũng đã quen thuộc, những gì được dạy trong cuốn Bốn Lời Giáo Huấn của gia đình Viên Liễu Phàm, ngay trong đời này ông ta có thể chuyển đổi vận mệnh. Trong đó đều có đạo lý rõ ràng. Thập lục giả túc trí mạng thông. Túc trí mạng thông cũng như hiện nay chư vị đều quen thuộc với danh từ công năng đặc biệt kỳ lạ. Đây là đều do đời trước tu được. Mấy bữa trước có người tặng cho tôi một CD, tôi cũng không biết ai tặng. Hôm qua có coi thử, trong đó có một em bé 4 tuổi biết viết thư pháp, viết rất đẹp. Chữ của một em bé 4 tuổi viết được khắc vào bia, viết đẹp như vậy, đây là thiên tài. Đó là túc trí mạng thân, chẳng phải do đời này mà do nhờ đời trước mới có. Những chuyện giống như vậy rất nhiều. Hợp thất giả hữu cầu giai tùng. Đây chính là có cầu ác ứng. Tại sao họ có cầu đều được ứng? Vì nghiệp chướng của họ đã bị tiêu trừ, chẳng có chướng ngại, cho nên có cầu ác ứng. Hợp bát giả quyến thuộc quan lạc. Đây là điều mà nhà nho nói: tự mình thành ý, chánh tâm, tu thân, tỳ gia, cả nhà sẽ được vui vẻ. Rất có lý. Thập cửu giả chư hoạnh tiêu diệt. Trong mạng có tai nạn, chúng ta gọi là tai nạn ngoài ý muốn. Hoạnh sự là tai nạn ngoài ý muốn.
Trong mạng vốn có quảnh sự, vốn sẽ gặp, lúc này sẽ bị tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ. Nhị thập giả nghiệp đạo vĩnh trừ. Nghiệp đạo là ác đạo, họ vốn có tội nghiệp phải đọa vào ác đạo, bây giờ nhất định sẽ không bị đọa ác đạo. Nhị thập nhất giả khứ xứ tận thông. Khứ xứ sau khi chúng ta chết, mười pháp giới là mười con đường bày ra trước mặt. Phàm phu thông thường bị nghiệp lực dẫn dắt, tự mình chẳng có cách gì lựa chọn, như vậy rất khổ, bị nghiệp lực lôi kéo. Người giác ngộ, người có trí huệ, có thể tự mình chọn lựa thì sẽ được tự tại. Bất luận chọn đường nào cũng thông suốt, cũng không bị chướng ngại. Cõi trời dục giới, sắc giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều do chính mình chọn lựa. Nhị thập nhị giả, giả mộng an lạc. Phàm phu ai cũng nằm mộng, bạn sẽ không bị ác mộng nữa. Người thường có ác mộng thì phải cảnh giác. Tại sao lại bị ác mộng? Vì tâm niệm ác nhiều quá, tập khí ác nhiều nên mới bị ác mộng. Cho nên từ việc nằm mộng cũng có thể biết tự mình tu hành có tiến bộ hay không. Nhị thập tam giả tiên vong ly khổ. Những người nhà quyến thuộc đã mất, nhờ phước của bạn, bạn tu hành giỏi, tu có công đức nên họ được phước lây. Có thể thoát ra khỏi ác đạo, có thể giảm bớt đau khổ. Nhị thập tứ giả túc phước thọ sanh. Tương lai bạn đi đầu thai, nhờ vào phước báo này, bạn nhất định sẽ sanh tới phước địa, sanh tới nhà có phước. Nhị thập ngũ giả chư thánh tán thán. Thánh giả là chỉ Phật Bồ Tát. Nhị thập lục giả thông minh lợi căn. Thông minh lợi căn là quả báo có được từ việc bố thí pháp. Trong đó có khen ngợi, có chiêm lễ. Nhị thập thất giả nhiêu từ mẫn tâm. Tâm từ bi của bạn, tâm thương xót hết thảy chúng sanh sẽ tăng lên. Nhị thập bát giả tất cánh thành Phật. Rốt ráo thành Phật là nói sau cùng. Đời này không phát nguyện giảng sanh, bất thoái thành Phật, tương lai cũng sẽ có duyên này. Duyên này không nhất định là ở đời sau, hay là ở đời sau nữa sẽ gặp được. Vì thường gặp được chư Phật hộ niệm, có Địa Tạng Bồ Tát gia trì cho bạn. Đây là nói bạn sẽ được nhiều lợi ích như vậy. Đoạn này Thanh Lương Đại Sư có chú giải rất hay. Chư vị có thể tham khảo xem tiếp đoạn kinh kế tiếp ở trang 107. Phục thứ hư không tạng Bồ Tát, nhược hiện tại vị lai, thiên long quỷ thần, văn địa tạng danh, lễ địa tạng hình, hoặc văn địa tạng bổn nguyện sự hành, tán thán chiêm lễ. Câu trả lời của Thế Tôn chia thành hai đoạn.
Đoạn trước nói về 28 thứ phước lợi, đây là đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân, đời mạt pháp, tu hành y theo lời dạy. Đoạn này ở đây vì câu hỏi của họ bao gồm chúng sanh trong sáu nẻo, trong đó người tu hành y theo lời dạy sẽ được 28 điều lợi ích. Vậy còn năm nẻo kia thì sao? Chư thiên quỷ thần, Đức Phật cũng nói rõ ý này. Chữ quan trọng nhất trong đoạn này là văn địa tạng danh. Chữ văn này rất quan trọng. Lễ địa tạng hình. Trong chữ lễ bao gồm tu hành, lễ kính tán thán. Đây là nói thiên long quỷ thần hiện tại và vị lai. Chúng ta đọc kinh, có thiên long quỷ thần đến nghe, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Tâm bạn càng thanh tịnh thì cảm nhận càng dễ. Dù chỉ có một người đọc kinh, người đó ở trong phòng đọc kinh, chẳng có ai nhìn thấy, có thiên long quỷ thần đến. Nhiều khi chúng ta sẽ ngửi được mùi hương lạ. Đây là việc thường gặp nhất. Hương này từ đâu đến? Lúc chúng ta đọc kinh, đặc biệt là lúc bắt đầu học, lúc đó chẳng biết đốt hương. Bổ Đức nói với chúng ta, có thiên thần đi ngang, gặp lúc bạn đọc kinh, họ sẽ dừng lại chắp tay cung kính tán thán. Trên thân họ có mùi hương, do đó bạn ngửi được mùi hương lạ này. Đôi lúc vài người cùng nhau thảo luận kinh điển, tâm địa cũng rất thanh tịnh. Lúc đó tâm địa từ bi, thiên thiện. Lúc bạn nghiên cứu thảo luận như vậy, có thiên long quỷ thần đi ngang, nhìn thấy, họ cũng sẽ dừng lại, sẽ chắp tay cung kính chào. Lúc đó những người này cũng sẽ ngửi được mùi hương lạ. Chuyện này chúng ta cũng thường nghe nói tới, chính chúng ta cũng từng đã trải qua. Cho nên chúng ta đọc kinh, nghiên cứu, thảo luận, tu hành, đừng tưởng là không có ai nhìn thấy. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy, chứ thật ra có rất nhiều thiên long quỷ thần đang ở chung quanh. Bạn hiểu được đạo lý và sự thật này thì phải giác ngộ. Khi chúng ta khởi một ác niệm là một việc xấu, đừng tưởng là không ai biết, thiên long quỷ thần đều biết. Bạn có thể gạt người chứ không thể gạt quỷ thần. Đúng như câu nói trên đầu ba thước đều có thần minh, lời này là thật chẳng phải giả. Tiếp theo, họ văn địa tạng bổ nguyện sự hạnh. Họ làm sao mà nghe được? Nhờ chúng ta đọc kinh nên họ nghe được.
Chúng ta đọc ra tiếng, không ra tiếng cũng không sao. Đọc ra tiếng dĩ nhiên càng tốt. Đọc không ra tiếng thì cũng đọc từng chữ cho tới hết. Như vậy cũng có cảm ứng. Chúng ta cảm ứng đạo giao với thiên địa quỷ thần, hết thể chúng sanh đều là tác dụng của tâm. Phía trước đã nói với chư vị rồi, khi tâm khởi niệm thì sẽ phát ra sóng. Sóng vô cùng nhỏ bé, quỷ thần có thể khởi cảm ứng, có thể khởi cảm ứng với sóng của họ. Như vậy họ sẽ biết, họ sẽ nhìn thấy, nghe thấy. Cho nên họ tán thán chim lễ. Chim lễ là cung kính tột cùng, đắc thất chủng lợi ích. Lúc cung kính tán thán chim lễ, họ cũng được lợi ích. Nhất giả tông siêu thánh địa, thánh là chỉ quả vị Bồ Tát, có thể giúp họ nâng cao cảnh giới. Nếu là những việc thiện thông thường trong thế gian, đối với việc thiện thế gian thì chữ thánh địa là chỉ chư thiên. Bạn hãy coi nhà nho, trong tiểu thuyết hay bút ký của người xưa, có thể thấy những người đọc sách nho, đọc sách đạo lão, thậm chí người đọc kinh điển các tôn giáo khác, cũng có thể cảm được thiên long quỷ thần, nghe danh lễ kính. Nói mau dược thánh địa nghĩa là sanh lên trời, vì những điều họ nghe khác nhau. Kinh điển nhà Phật có thể giúp cho họ siêu phàm nhập thánh. Chúng ta đọc kinh không những có thể độ người mà cũng độ chúng sanh trong lục đạo. Nhị giả ác nghiệp tiêu trừ. Những quỷ thần này là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Họ còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Phiền não tập khí của họ còn rất nặng, thường thường nghe pháp, được Phật pháp hung đúc, hạt giống ác nghiệp dần dần tiêu diệt. Quỷ thần như vậy thì chúng ta đâu có lẽ nào ngoại lệ. Chúng ta muốn công phu của mình được đắc lực, cho nên Phật dạy chúng ta trong tam phước, Đức Phật khuyên chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Phải niệm kinh mỗi ngày, không những phải niệm, tốt nhất là mỗi ngày đều giảng. Giảng là gì? Giảng là khuyên người ta, khuyên người cũng là khuyên mình. Thật sự được lợi ích chính là mình. Chúng ta giảng một bộ kinh cần có thời gian rất dài. Giảng bộ kinh này từ đầu đến cuối, kẻ được lợi ích lớn nhất là mình. Tính chúng có khi không rảnh rỗi thì họ sẽ không đến nghe. Có nhiều buổi giảng họ sẽ không nghe được. Còn người giảng không thiếu sót ngày nào. Người nghe thì thường nghe thiếu sót,
Cho nên người giảng được công đức viên mãn, người nghe chưa chắc được viên mãn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, chúng ta còn chưa thành tựu. Giảng kinh là tự lợi, cho nên chúng ta đứng trên giảng đài. Tôi đã nói với các vị đồng tu rất nhiều lần, chúng ta dùng thái độ của học sinh trên giảng đài để thực tập báo cáo. Những người ngồi ở dưới đều là thầy giáo của mình, đều là người giám sát chúng ta. Trên giảng đài chúng ta báo cáo những gì chúng ta học được, tu được, cho thầy giáo, giám học, gia trưởng mà thôi. Chúng ta dùng thái độ như vậy thì chính chúng ta được lợi ích viên mãn. Ngày nào đó chúng ta thật sự minh tâm kiến tánh, thừa nguyện tái lai, thì mới có thể nói là mình giảng kinh thuyết pháp cho người khác nghe. Khi chưa kiến tánh, chưa thành tựu là giảng cho chính mình nghe, khuyến khích chính mình, mọi người cùng nhau khuyến khích. Được vậy thì ác nghiệp tập khí làm sao không tiêu trừ được. Do đó phải giảng không ngừng. Có nhiều người nói tôi thích giảng kinh, chẳng phải là tôi thích giảng kinh, mà là tôi phải tiêu nghiệp chướng. Tôi dùng phương pháp này để tiêu nghiệp chướng rất có hiệu quả. Cho nên nói thật ra, nếu 3 tháng không giảng kinh thì tập khí lỗi lầm gì cũng hiện ra. Mỗi ngày giảng là mỗi ngày khuyên nhủ, mỗi ngày đè nén, hàng phục. Mở kinh ra là đối diện với Phật Bồ Tát, tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Ta giả chư Phật hộ lâm. Hộ là hộ niệm, lâm là cảm ứng. Cảm được Phật đến hộ niệm. Xứ giả Bồ Đề bất thoái. Thông thường có thể giữ được tâm Bồ Đề. Tâm giác ngộ, tâm ưa diệt thiện, tâm làm lợi ích cho chúng sanh, đó chính là tâm Bồ Đề. Ngũ giả tăng trưởng bổn lực. Bổn là vốn có, trong tự tánh vốn đầy đủ. Vốn đầy đủ lực gì? Lực đó chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh Đức Phật thường nói: quyền thật nhị trí. Đây là nói nhiều nhất. Tăng trưởng căn bản trí. Căn bản trí là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Trong kinh Đại Thừa gọi là tam muội chánh thọ. Ý nghĩa này vô cùng sâu rộng. Căn bản trí rất khó đạt được. Ngày nay chúng ta chỉ có thể đạt được mức tương tự, chẳng phải thật. Pháp thân đại sĩ
mới có căn bản trí thật sự. Chúng sanh trong mười pháp giới đều không có. Tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới là tương tự vị. Lục đạo phàm phu tu giỏi cách mấy cũng là quán hạnh vị. Chúng ta phải hiểu rõ việc này. Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh không đạt được tới mức này. Ngày nay chúng ta nói thanh tịnh, nghiệp lực tập khí phiền não vẫn còn khởi lên, đó nghĩa là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng vẫn còn khởi lên mà mình không hay biết. Căn bản trí từ đâu tới? Căn bản trí là thanh tịnh bình đẳng. Tâm thật sự được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sẽ không khởi phiền não. Bình đẳng là tuyệt đối không có phân biệt. Như vậy mới đạt được bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng chính là căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Đó chính là căn bản trí. Lúc nó khởi tác dụng thì sẽ vô sở bất tri. Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Ngày nay chúng ta có tri, có tri thì sẽ sở hữu bất tri. Chúng ta trở thành cái gì cũng không biết. Học tập cứ cho rằng đó là tri, đó chưa chắc là cái biết chính xác, có khi sẽ sai lầm, hiểu sai, hiểu không đúng. Do đó phải nương vào kinh điển của Phật. Lời Phật nói là chánh tri chánh kiến. Chúng ta đối chiếu những gì chúng ta hiểu được so với kinh điển, nếu những gì chúng ta hiểu được giống lời dạy trong kinh Phật, vậy thì kiến giải tư tưởng của chúng ta mới chính xác. Nếu những gì chúng ta hiểu được khác với lời dạy ở trong kinh điển, vậy thì chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Chúng ta sai rồi. Kinh Phật chẳng sai. Nói theo tiêu chuẩn trong kinh Phật thì sửa đổi tư tưởng kiến giải của chúng ta, gọi là tu tâm, gọi là tu từ căn bản. Tâm địa thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ đó chính mình có thể thọ dụng và cũng có thể đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đó gọi là hậu đắc trí. Chẳng có gì không biết. Do đó nói là tăng trưởng bổn lực. Trong chú giải có nói tới thâm hạnh Bồ Tát, cụ túc bi trí nhị tăng. Cách nói này cũng tốt. Ngoài hai thứ trí nói trên, còn nói tới từ bi. Trí và bi hiển tiền, tâm từ bi nhất định sẽ khởi lên. Trí huệ càng rộng lớn thì tâm từ bi càng rộng lớn. Đây là đạo lý nhất định. Lục giả túc mạng giai thông, chúng ta gọi đó là thần thông. Trong kinh Đức Phật nói thần thông dựa vào định lực mà hiện ra. Thần thông là bản năng. Tại sao bản năng ấy mất đi? Vì tâm tư rối loạn nên bản năng ấy không thể hiện ra. Lúc chúng tôi ở Mỹ,
Có một vị đồng tu gặp một người có khả năng đặc biệt kỳ lạ từ Trung Quốc đại lục. Người đó dùng mắt thịt có thể nhìn thấu nội tạng của người ta. Người đó có khả năng như vậy, họ gọi đó là nhãn quan X. Có một vị đồng tu cho ông đó coi để trắc nghiệm xem. Coi xong ông nói: bà lúc trước bị bệnh lao phổi, hiện nay đã lành bệnh rồi, vẫn còn một vết thẹo ở đâu đó trên thân bà. Bà này nghe xong hết hồn hết vía. Lúc trước đích thực là bà đã bị bệnh này, từ trước tới giờ không có ai biết hết. Đã lập gia đình nhiều năm rồi, ngay cả chồng bà cũng không biết. Ông này vừa nhìn thấy liền biết, thiệt là quá tài giỏi. Sau đó bà hỏi: khả năng này của ông có thể bị mất hay không? Ông ta nói: cũng có thể. Tại sao lại bị mất? Khi biết nhiều việc quá, đầu óc phức tạp quá thì sẽ bị mất. Do đó những người này rất ít tiếp xúc với bên ngoài, để giữ tâm thanh tịnh của họ. Rất hợp với Phật Pháp. Do đó khả năng trí huệ đều sanh ra từ tâm thanh tịnh. Tâm bạn càng thanh tịnh thì trí huệ đức năng của bạn càng mạnh. Đạo lý là như vậy. Tâm càng phức tạp thì càng tệ. Thị phi nhân ngã tham sân si mạng càng ít thì càng tốt. Trí huệ đức năng từ trong tự tánh của bạn sẽ thấu ra ngoài. Các thứ thị phi nhân ngã tham sân si mạng này là chướng ngại to lớn. Tâm mình nhất định phải thanh tịnh, phải hiểu rõ ràng. Đặc biệt là chúng ta muốn học giáo, tương lai muốn tạo lợi ích cho chúng sanh. Kinh điển là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Khi chúng ta mở kinh ra, nếu bạn dùng tâm phiền não, tâm loạn thì nhất định sẽ không đạt được lợi ích gì cả, sẽ không thể hiểu được nghĩa trong kinh. Nếu chư vị đồng tu muốn giảng kinh cho hay, giảng kinh rất viên mãn, thì không cần gì khác ngoài tâm thanh tịnh mà thôi. Xa lìa danh văn lợi dưỡng, xa lìa ngũ dục lục trần, thì khi mở kinh ra bạn sẽ thấu rõ ý Phật. Tại sao hiểu được? Ý tứ của Phật chính là tánh đức của chính mình. Cho nên bạn mới hiểu rõ, đều từ tánh đức của chính mình mà ra. Đó là việc đời trước đều biết rõ, tất giả tất cánh thành Phật. Vì sách bạn đọc là kinh Phật, bất cứ một cuốn kinh Phật nào, đoạn cuối đều dẫn về một chỗ giống nhau, nhất định sẽ quy về vô thượng bồ đề. Cho nên rốt ráo thành Phật. Đây là nói bảy điều lợi ích. Chúng ta coi tiếp đoạn kinh cuối cùng. Nhĩ thời thập phương nhất thiết chư lai bất khả thuyết, bất khả thuyết chư Phật Như Lai cập Đại Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ. Đại hội ở cung trời Đao Lợi kết thúc. Ở đây chúng ta đặc biệt phải biết lúc đại hội vừa bắt đầu, mười phương hết thảy chư Phật đều đến. Chư Phật Như Lai trong hội này chẳng có một ai bỏ đi giữa chừng, chẳng có. Các ngài đều lưu lại đến lúc pháp hội kết thúc viên mãn. Điểm này rất thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta chưa từng thấy trong tất cả kinh điển, có khi nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh mà nhiều vị Phật đến nghe như vậy? Chưa bao giờ có. Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng thấy mười phương chư Phật Bồ Tát đến dự, chứ chẳng thấy Phật đến dự.
khi Đức Phật giảng tới chỗ quan trọng, chư Phật mới đến chứng minh, đến thị hiện một lá. Đâu có như pháp hội này, từ đầu tới cuối mười phương hết thảy chư Phật đều đến dự, chẳng sót một ai. Từ điểm này bạn mới biết tầm quan trọng của pháp hội này. Cho nên pháp này là pháp căn bản của nhà Phật. Trong pháp Đại Thừa, bất luận là tu học pháp môn nào, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là cơ sở, là căn bản. Lìa khỏi cơ sở này thì tu học bất cứ pháp môn nào chắc chắn cũng chẳng thành công. Cho nên pháp hội này quan trọng phi thường. Văn Thích Ca Mâu Ni Phật xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát đại oai thần lực, bất khả tư nghị thán dị tằng hưởng. Câu này là lời chư Phật Như Lai tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật tán thán nghĩa là chứng minh cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đều là lời chân thật. Chư Phật đến chứng minh. Thị thời đao lợi thiên, đây là nói về đạo tràng. Vũ vô lượng hương hoa thiên y châu anh. Thiên y là y phục trời. Cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật cập Địa Tạng Bồ Tát dĩ, nhất thiết chúng hội câu phục chiêm lễ, hiệp trưởng nhi thoái. Tất cả đại chúng trong pháp hội, bao gồm chư Phật Như Lai, chiêm lễ thêm lần nữa, quyện luyện chẳng muốn về. Sau đó mới giải tán. Chúng ta thấy đoạn kết trong kinh này khác với những kinh khác. Những kinh khác đoạn kết có câu y giáo phụng hành, còn kinh này dùng chữ hiệp trưởng nhi thoái. Tại sao vậy? Là chư Phật Như Lai. Hội giảng kinh này vô cùng khác thường. Thanh Liên Pháp Sư chú thích rất hay, chư vị có thể coi cặn kẽ. Hôm nay chúng tôi đã giảng xong kinh này. Lần này là vì đạo tràng ở Cửu Hoa Sơn, pháp hội năm nay khải thỉnh giảng kinh này. Tốt lắm, hôm nay pháp hội kết thúc viên mãn. Xin cảm ơn quý vị.